Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa đại diện các cấp chính quyền địa phương. Và kính thưa ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh Bến Tre. Và kính thưa các cấp trị sự cơ sở trong tỉnh nhà và các ban trị sự lân cận. Và kính thưa quý đồng đạo cao niên và chư đồng đạo hiện diện kính mến. Và hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Giáp Thìn, được sự cho phép của chính quyền địa phương và ban trị sự Phật giáo Hảo xã Phú Phụng long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do ban phổ truyền giáo lý ban trị sự Trung ương trở về đây đảm trách phiên thuyết giảng ngày hôm nay. Với sự nhu cầu của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nơi địa phương, với cái tình thương bác ái đại đồng của chư Phật, ở trong bầu không khí trang nghiêm thấm đượm nghĩa đạo tình đời, chúng tôi thay mặt ban tổ chức lời nói đầu tiên kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng kính cẩn và lời chúc phúc an lành đoàn kết, chúc buổi họp mặt hôm nay thành công tốt đẹp. Và kính thưa quý liệt vị, để đi vào chương trình nghi thức, nội dung ngày hôm nay là lần tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự nghi thức tôn giáo. Và phần 2 là nội dung đọc diễn văn khai mạc của ban tổ chức, đọc thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy, đọc lời phiên bổn đạo và đọc một đoạn giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy. Và tiếp theo chương trình thuyết giảng. Và phần 3 là đáp từ của ban tổ chức nghi thức tôn giáo bế mạc buổi họp mặt ngày hôm nay. Mời quý vị quan khách và đồng đạo dùng cơm. Đó là lý do nội dung chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý liệt vị, đến tham dự hôm nay, chúng tôi trân trọng kính tiếp về phía chính quyền địa phương. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Thanh Sơn là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Phụng và công an cùng đi. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Về tôn giáo bạn, xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Là, phó chánh bái hội đình thần của xã Phú Phụng và quý vị cùng đi. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Văn Trung là đại diện Phật tử xã Phú Phụng. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Về phía ban đại diện tỉnh, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Thanh Tùng là thiện sự viên Trung ương, là trưởng ban ban đại diện Phật giáo Hảo tỉnh Bến Tre. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Huỳnh Văn Hát là phó ban đại diện tỉnh, và đề nghị quý vị hoan nghênh. Về phía giáo lý viên, trân trọng kính giới thiệu ông Phan Chí Tâm là đến từ Chân Tâu, huyện Chân Tâu, tỉnh An Giang, đảm trách phiên thuyết giảng ngày hôm nay. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Tuấn Hải là giáo lý viên Trung ương, ban thị sự Trung ương cũng trở về đây tham dự. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu giáo lý viên Bùi Thị Cẩm Tú là ban trị sự giáo lý viên ban trị sự Trung ương trở về đây tham dự. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Lê Hoàng Minh là thành viên ban đại diện tỉnh Vĩnh Long, là trưởng ban trị sự xã Bình Hòa Phước, và quý vị cùng đi. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Phan Thế Phùng là phó ban trị sự xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, và quý vị cùng đi. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Huỳnh Văn Thới là trưởng ban điều hành bếp cơm từ thiện tỉnh Bến Tre, là y học cổ truyền tỉnh Bến Tre. Đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và để diễn tiến chương trình tiếp theo là phần nghi thức tôn giáo. Và kính mời tất cả chư quý đồng đạo chúng ta đồng đứng lên trang nghiêm và hướng về lễ đài một phút kính lễ Đức Phật kính. Thưa thôi, kính lễ
Đức Huỳnh Giáo Chủ kính. Dạ thưa xong. Và dạ, kính mời quý vị đồng an tọa. Và dạ, kính thưa quý vị, cách đây 2500 năm Đức Phật còn trụ thế, Ngài đã chỉ dạy cho thánh chúng rằng: muốn đền ơn ta ư, giáo pháp của ta đó, cổ mọc đi, gắn mà hành đi, quyết mà truyền đi, mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp của ta ra mà quảng bá. Ý thức là dạy của Đức Phật, Đức Thầy, mỗi người làm gì trong kiếp sống phải tìm cái chân thánh của mình để mọi người đồng giác ngộ. Cho nên đạo nhiệm màu gặp lúc chuông chiên, phận môn đệ phải lo dung quén, tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, giới tín nữ thiện nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Cho nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm trí tuệ minh mẫn, đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo gãi khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và kiểu tiền nhân để lại, và không lắc tội với kẻ đời sau vậy. Do nên trong Tam Bảo, Pháp Bảo liệt vào hàng lý gì tối quan trọng Phật Bảo. Pháp có phổ truyền, nền đạo mới được tồn tại và chấn hưng. Kính thưa quý vị, để diễn tiến chương trình tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính mời ông Võ Đình Thăng là trưởng ban tổ chức buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Kính mời Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị đại diện chính quyền các cấp, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, các tôn giáo bạn và hội đình thần xã Phú Phụng, quý vị trị sự viên các xã, chư đồng đạo nam nữ hiện diện kính mến, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm tư nguyện vọng của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nơi địa phương, trong tình thương bác ái đại đồng của chư Phật, với niềm hân hoan một lòng hy sinh cả vật chất tinh thần lo đạo, tín đồ đã thấm nhuần lời dạy của Đức Thầy, nghiêng hai vai gánh nặng non sông, với trăm họ lầm than bể khổ, và gắng nâng đỡ xứ sở quê hương lúc nghi nghèo, và làm cho trở nên cường thịnh. Trong không khí trang nghiêm, với tinh thần xiển dương giáo pháp của Đức Thầy, thay mặt ban tổ chức, kính gửi đến toàn thể quý vị lời chào mừng nhiệt liệt và lời chúc phúc tốt đẹp nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, khi Đức Phật còn trụ thế, Ngài đã dạy: các con muốn đền ơn Thầy ư, thì giáo pháp ta đó các con cố mà học đi, gắng mà hành đi, quyết mà truyền đi, mọi sự cúng dường tán Phật không bằng đem giáo pháp ta ra mà quảng bá. Tín đồ ngày nay tuy xa vắng Đức Tôn Sư, mọi người đồng xem kho tàng pháp bảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ để lại là La Bàn và Kim Chỉ Nam để hành đạo. Bởi pháp có phổ truyền thì đạo mới chấn hưng, cho nên pháp được liệt vào hàng thứ hai của Tam Bảo. Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo gồm những đề thuyết giản dị đặc thù, hàm xúc chứa đựng ý nghĩa cao siêu nhiệm màu của Phật pháp. Đạo pháp quyền quy thâm diệu diệu, luôn lấy vô vi chân truyền Phật tổ làm nòng cốt, dung hòa những diễn tinh thần tinh hoa tam giáo Phật, Lão, Nho, cùng tư tưởng của riêng mình, kết hợp với những giá trị văn hóa truyền thống đoàn kết trong cộng đồng xã hội,
góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Mọi người phải làm gì trong kiếp sống để mọi người đồng giác ngộ như mình? Cho nên bổn phận chúng ta phải noi trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ minh mẫn đặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức đặng cái tinh thần từ bi bác ái gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Để tín đồ đời đời ghi ơn công đức vô lượng hoằng hóa của Đức Phật, Đức Thầy vô vàng kính yêu, đồng đạo tề tụ về nơi đây, ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Phùng cùng nhau thực hiện lời dạy của Đức Thầy, cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng với tín nữ thiền nam Phật giáo, nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Và để thỏa dạ Thầy nơi chốn mây rồng, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, và kính chúc quý vị quan khách sức khỏe an khang, gia đình hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc chư quý đồng đạo thân tâm thường an lạc, đạo quả viên dung. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, xin chân thành cảm ơn ông Võ Đình Thăng là đại diện ban tổ chức và đọc diễn văn khai mạc chào mừng ngày hôm nay. Và để diễn kiến chương trình là trao những phần quà, ban tổ chức chúng tôi nhận thấy những cái phần quà đến đây để chúc mừng buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Và về phía chính quyền địa phương, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Sơn là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Phụng đến nơi đây để trao phần quà. Và kính mời ông Võ Đình Thăng, trưởng ban tổ chức đến nhận. Đề nghị quý vị nhiệt liệt quan hệ. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu về phía ban đại diện tỉnh, kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, tiện sĩ viên trung ương là trưởng ban đại diện Phật giáo Hảo đến đây trao phần quà. Kính mời ông Võ Đình Thăng, trưởng ban tổ chức đến nhận. Đề nghị quý vị nhiệt liệt quan hệ. Và để tiếp theo chương trình là phần quà của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hữu Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời ông Lê Văn Đấu là trưởng ban trị sự xã Hữu Định đến trao phần quà. Và đề nghị quý vị nhiệt liệt quan hệ. Và chúng tôi cũng tiếp nhận phần quà của ông Trần Văn Thiện là trưởng ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hòa Nghĩa đến trao. Kính mời ban tổ chức đến nhận. Và đề nghị quý vị nhiệt liệt quan hệ. Và tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời ông Quỳnh Văn Hát là phó ban đại diện tỉnh là trưởng ban trị sự xã Khánh Thành Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đến trao phần quà đặc biệt cho ban tổ chức. Đề nghị quý vị nhiệt liệt quan hệ. Tiếp theo, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Phan Thế Hùng là phó ban trị sự xã An Phước, huyện Mang Thất, tỉnh Vĩnh Long có phần quà trao phần quà. Kính mời ban tổ chức đến nhận.
Và để tiếp theo chương trình, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Là, là phó bái hội đình thần của xã Phú Phụng đến trao, và kính mời ban tổ chức đến nhận. Và đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Vậy chúng tôi trân trọng kính giới thiệu ông Lê Hoàng Minh, là trưởng ban trị sự xã Bình Hòa Phước, đến đây để trao phần quà. Xin trân trọng kính mời. Và kính mời ban tổ chức đến nhận. Và đề nghị quý vị nhiệt liệt hoan nghênh. Và để diễn tiến chương trình tiếp theo là đọc thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Hiên, là thành viên ban tổ chức, đến để diễn đọc. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, lý thiên đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loại người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong dòng đất Việt Nam này, trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dĩ kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời, giúp nước vua dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao liền. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhuận ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm gì nói cánh quốc pha gia dòng mai, quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dướng cảnh đồ lao, chi siết xót thương chúng sanh giảng khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn trong mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân. Dòng thân dị quốc huống chi nay, cơ màu đà thấu tỏ sớm chịu hầu chân Phật nghe kinh. Ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang, cảnh an nhàn của người liễu đau. Muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chung hồng trần đáng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ai chưa chan thương bất tinh tới hồi tái qua, Phật Dương đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long qua. Chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xưng vị xưng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang. Thiên tào đà xét định
khắp chúng sanh trong thế giới. Trong cái buổi hạ quân này, sai mê vật dục chìm đắm trong biển lợi danh gây nên nghiệp quả. Lúc trời đà trí tôi, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cái tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xa bất tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết rõ lực trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiễm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thanh đạo trang du người tâm tri tối đen, đời lắm ma dương khuây rối. Ta là một trong các vị cứu đệ, ai liêu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trở duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thưởng sát cởi đồng, chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trở thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn gây gốc thuyền duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bình, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thông thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi tự dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kể nhầm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng Đức Thầy mới tá hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tĩnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Dần biết đời lan xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh, vì đạo nào quán sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếc chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn Đạo Hiên vừa đọc qua bài Sứ Mạng của Đức Thầy. Để tiếp theo chương trình là đọc lời phiên bổn đạo. Ở phần này chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Nguyễn Tổng Tính đến nơi đây để diễn đọc. Dạ, kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, á phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và sung phụng kẻ giàu sang phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời, Phật, thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta. Vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc, giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi Diêm Vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi vì sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải yêu thương lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Để diễn chiến chương trình là tiếp theo là phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do Ban Hộ Tiền Giáo lý Trung ương trở về đây đảm trách phiên thuyết giảng ngày hôm nay. Trước khi đi vào chương trình thuyết giảng, chúng tôi trân trọng kính mời đọc giảng viên nơi địa phương để đến đây để phụng ngâm qua một đoạn giảng của Đức Thầy trong bài Đến Làng Nhân Nghĩa và đoạn giữa bài thi viết vào viết lối văn Thất Ngôn Tường Tiên. Và kính mời đồng đạo đến đây để phụng ngâm qua một đoạn giảng của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Giò giò đêm thanh nước dòng vàng, kiền cây sâm màu đượm mùi nhang.
rạ ganh thân yên nhà thành tới gia trung gặp chữ nhàn. Chữ nhàn du sự mới nên tiên bác nhà từ đây gặp cửa thiền bể giác bờ mê ngài dứt khỏi lánh đời túc lụy rước tiền khiến. Tiền khiến kiếp tạo bởi trần thân đáo diệu dồi trao lập chí cần luyện tánh trao tâm cho sạch tí xe rước đi rồi nở thế khỏi phiền thường sự chúng ta bà Phật cánh mau về ắt lánh xa tình ngô từ đây người gặp chủ phôi trận tìm kiếm mi chơi mà mùi ngọt mật cùng đa cành thế nhìn xem lũ cáo xà mua gút nhân nanh thịt béo nào khờn giả ai của thiền gia thiền gia chỉ cả dốc hành thân diệu diệu truyền thi cảm kích thần những tưởng thôi đời ôi chắc lạc đạo màu siêu diệt của thiền lâm thiền lâm Phật tích thuở xưa kia non tuyết rèn ra bát chánh kia phổ hóa dân lành trong khắp chung hoàn cầu bốn biển khắp danh bia Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa chư quý đồng đạo, chúng ta học đạo, rồi biết đạo, rồi hành đạo, rồi hiểu đạo và truyền đạo. Thì ngày hôm nay, Ban Thiền sự Phật Giáo Hảo xã Phú Phụng long trọng tổ chức buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi
trân trọng kính giới thiệu sau cùng có phần đáp từ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời ông Trần Nhị Điện là thành viên ban tổ chức đến đây để đáp từ. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể chư đồng đạo kính mến, qua hơn một tiếng giờ tham dự buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, quý vị được giáo lý viên Phan Chí Tâm trình bày cặn kẽ bốn câu giảng trong bài Đến Làng Nhân Nghĩa thật đầy đủ và chi tiết. Đức Thầy khuyên dạy người tín đồ ráng trau trĩa thân tâm xa rời nợ thế, lần đến con đường giải thoát. Kính thưa chư quý vị, trải qua một thời gian dài ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Phụng chưa đủ điều kiện để tổ chức thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo hôm nay, có được nhân duyên được quý Mạnh Thường Quân phối hợp hỗ trợ tài vật giúp buổi tổ chức thuyết giảng được hoàn mãn. Thay mặt ban trị sự, ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã nhiệt tình giúp đỡ về mặt pháp lý và an ninh trật tự. Cảm ơn quý vị giáo lý viên quý Mạnh Thường Quân đã nhiệt tình giúp đỡ mọi mặt. Cảm ơn quý vị trong ban hậu cần, quý vị đồng đạo các xã lân cận đã nhiệt tình ủng hộ trong các khâu khánh tiết, hậu cần tiếp tân phục vụ giúp buổi thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Cuối lời, một lần nữa xin được cảm ơn toàn thể quý vị khách quý, quý quan khách dồi dào sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Kính chúc chư quý đồng đạo thân khỏe tâm an, tu hành tinh tấn. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.